Bây giờ đặt bây giờ mới có đó. Cái này nó tiện hơn là đốt củi. Nó có cái gì nào? Như đặt một iPhone. Bên trong là có sách hướng dẫn. Hay vậy ta. Này, đây. Một cái đế sạc. Một cái túi. Túi ngủ. Dây sạc. Cọ quét và đây. Có hai cái lưới này. Cọ quét. Cái này là gì ta? Là gì á? Để tính coi. Ở dưới này nó có cái đầu sạc này, hai cái nút bật tắt sạc. Đây là cái đầu bỏ cho. Nó có một cái đế lò xo, nó giống như cái đồ cắm điện vậy đó. Và đây là đốt. Rồi bỏ vô, bỏ cái khay đốt này, bỏ vô đây, khay đốt bỏ vô đây. Rồi thử nghe. Đây là bụi trầm. Đây là bụi trầm. Lại nắp. Nó lên đèn này, đèn màu xanh này. Ồ, cái này đốt phát lên luôn không? Đây, khói lên rồi. Có cái này rất là tiện nha. Đi đâu cũng được hết. Cái gì chết hết rồi. Ok anh em, như vậy là xong nha. Máy đốt chạy bằng pin sạc không khói nha luôn.